Ngày 8 tháng 12, Huyện ủy Gò Dầu tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình công tác trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Huỳnh Thanh Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, kinh tế xã hội của huyện Gò Dầu tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ước tổng giá trị sản xuất đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Ước thực hiện thu ngân sách năm 2023 là hơn 325 tỷ đồng, đạt hơn 137% so kế hoạch tỉnh. Trong năm, huyện đã triển khai thi công 73 công trình xây dựng cơ bản mới và đã đưa vào sử dụng 69 công trình. Các lĩnh vực y tế, môi trường được huyện triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.